Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ đi quay cho các bạn xem về cái mô hình trồng cây cà tím nha các bạn. Và mình sẽ chia sẻ hết cái kinh nghiệm của mình cho các bạn về cây cà tím nha, để cho các bạn có thể là trồng được cây cà tím nó đạt hiệu quả cao nhất nha các bạn. Thì như các bạn xem kênh mình thì cũng đã biết là mình là chuyên về cây cà pháo nha các bạn ha. Nhưng mà hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn về cây cà tím á. Cái lý do là cây cà tím này, cái cách trồng của nó là nó khá giống với cây cà pháo các bạn. Nó hầu như là 80% luôn các bạn. Thậm chí cái loại cây của nó, cái cây, cái thân hình của nó cũng khá giống. Nó chỉ khác cái trái thôi nha các bạn ha. Thì muốn trồng được cái loại cây này thì các bạn nên ra ngoài vật tư nông nghiệp, các bạn bạn mua hạt giống về cho mình. Và các bạn là ngâm trong nước ấm là khoảng là từ 4 tiếng đến 6 tiếng ha, để cho nó dạng như nó không có bị mốc á. Rồi sau đó bạn bỏ cho mình một cái thau và bạn bỏ sơ dừa vô, bạn trộn đều lại. Rồi bạn đem đi kiểu như là gieo á, mình gieo ở trong cái một cái nơi mà thoáng mát các bạn. Và các bạn rải cho mình một xíu là phân 22-25 ha, để cho nó nảy mầm được tốt á. Thì sau khoảng là 4 ngày thì là nó sẽ nảy mầm thôi. Khoảng là một tháng sau là nó sẽ cao khoảng 1 tấc á. Thì bạn hãy bứng ra và bạn trồng. Và trồng là khoảng cách là 6 tấc đến 8 tấc cây nha. Tại vì cây cà tím này á, trái nó bự các bạn. Ở đây mình đang quay cho bạn xem nè. Thì sau này nó còn bung tàn nữa các bạn. Đây là bông của nó các bạn. Thì bông của nó khi mà nó đậu trái á, thì nó khoảng tầm là 10 ngày là mình có thể là mình hái được rồi nha các bạn ha. Tùy theo các bạn thôi. Nếu mà các bạn muốn thu hoạch sớm cũng vẫn được, và thu hoạch trễ cũng vẫn được ha. Thì ở đây á, mình đang quay cho các bạn xem là cái mô hình trồng cây cà tím rất là chuyên nghiệp nha các bạn. Người ta đã lên clip nè, rất là đều nè, và có ủ rơm nha các bạn ha. Thì cái mô hình này á, là cái mô hình sen canh các bạn, sen canh trên cây ngồi rí các bạn. Nhưng mà sau khoảng thời gian á, thì cây ngồi rí người ta thu hoạch á, thì người ta để cho cây cà tím này nó phát triển nha các bạn ha. Có nghĩa là một công đôi chuyện á. Thì các bạn dòm kỹ thì các bạn sẽ thấy những cái cây ngồi rí nha. Đây là trái cà tím còn non này nè các bạn. Thì cái vườn này á, thì mình đang quay cho các bạn xem á, nó đang ra trái các bạn. Thì đối với cái vườn này á, thì mình muốn cho nó phát triển mạnh nữa, thì trong cái thời điểm mà nó đang ra trái nè, các bạn nên vô phân ha. Phân 22-20-15 nha các bạn. Vì cái loại phân này á, thì nó đủ là ba cái loại chất ha, là đạm nè, kali nè, và lân nè ha, để giúp cây nó phát triển được tốt hơn ha, cũng như là giúp cho cái cây nó chắc. Và cái cây này á, thì nó cũng giống như y chang cây cà pháo, là nó luôn luôn là bị sâu đục thân các bạn. Ở một cái vụ đầu thì nó rất là ít, nhưng mà cái vụ thứ hai á, bắt buộc là bạn phải thay đổi cây trồng rồi bạn mới trồng được nha. Thì thuốc á, thì các bạn có thể là vào trên mạng các bạn xem cũng vẫn được. Ở đây thì mình có nhiều loại thuốc, nhưng mà đối với nhiều bạn mới thì người ta không có tìm ra các bạn. Như ở đây mình xịt thuốc Riva Thông các bạn, là chuyên về cái cây cà pháo như là cây cà tím này á, thì nó sẽ xịt về sau đục thân ha. Đó là mình chia sẻ cho các bạn như vậy ha. Thì cái cây này nó cũng bệnh như cái cây cà pháo luôn các bạn, là nó cũng thú rễ và vàng da này nọ, vàng lá thú rễ các bạn, rất là ấy. Còn đây là bông của nó các bạn, bông nó cũng là màu tím luôn, nó trùng với cái cây cà pháo rất là nhiều nha các bạn ha. Đây là cái vườn quy mô, rất là quy mô nha các bạn. Và cái cây này á, là mình phải trồng ở một cái đất thịt nha các bạn, và nó cao, vì nó khi mà nó đụng nước nhiều quá thì nó sẽ mau là bị chết nguội các bạn. Đây mình đang quay cho bạn xem nè. Ở đây là nước thì mình cũng phải đảm bảo, nhưng mà không cho nó để nó là đụng nước nhiều ha. Đây trái non các bạn, đây rất là đã các bạn ha. Thì mình chia sẻ, mình chuyên chia sẻ về kinh nghiệm về cây trồng các bạn. Thì bạn nào mà quan tâm về làm vườn thì các bạn có thể vào kênh mình xem ha. Đây tiếp tục một quả nữa nè các bạn. Thì cây cà pháo này nó rất, cây cà tím này nó rất giống cây cà pháo các bạn. Thì nó khi mà mình đi hái á, cái phấn ở trên cái lá nó cũng ngứa nữa các bạn. Thì chúng ta đi hái là chúng ta cũng phải là bằng áo tay dài nha các bạn ha. Nhìn cái vườn cà tím này rất là ok nha các bạn ha. Thì đó là một số kinh nghiệm của mình chia sẻ cho các bạn đó. Thì bạn nào thấy hay thì hãy like giùm mình một like ha. Thì cái vườn cà pháo này, thì cà tím này thì nó đang ra trái chín nha các bạn. Thì khoảng 10 ngày sau là mình có thể là mình thu hoạch được rồi.
tùy theo thời điểm ha. Đó, mọi người xem ha, trái rất là to các bạn ha. Thì cà tím này thường người ta hay nướng với mỡ hành các bạn, ăn rất là ngon. Và ở trên thị trường thì cũng có người cũng có cái nguồn thu á, cung cầu á, thì cũng rất là ok. Các bạn có thể trồng cái loại cây này để tăng kinh tế ha. Thì tốt nhất là các bạn nên trồng sen canh đi, nó sẽ rất là hay. Có nghĩa là bạn trồng một cái loại cây lâu năm á, rồi các bạn trồng sen canh nữa thì nó là một công hai chuyện các bạn. Còn trên cái vườn này á, thì mình quay cho các bạn xem á, nó là chỉ chuyên canh ha. Thật chất thì cái đám này á, thì là cũng đã là sen canh rồi, nhưng mà cái cây sen canh đó chính là cây ngò rí á, nó ngắn ngày. Còn cái cây cà tím này thì nó dài ngày hơn đó các bạn ha. Sen canh thì nó rất là tốt. Đây các bạn, cà tím này các bạn. Nhiều bạn là cứ nghĩ là cây này là cây cà pháo luôn các bạn, tại vì nó quá giống các bạn. Đôi lúc mình chia sẻ cho các bạn nữa mình còn đọc nhầm nè. Đây là những cái cây ngò rí còn sót lại sau khi thu hoạch này, cây này các bạn. Thì rảnh thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái mô hình trồng cây ngò rí nó kỹ hơn ha. Nếu như các bạn like và subscribe kênh mình ha. Còn kích thước của cái cây này hồi nãy mình có chia sẻ đó là từ là 6 tấc đến 8 tấc cây ha. Tại vì cái trái này nó sau này nó còn bung tàn và trái nó bự nữa, cho mình dễ đi thu hoạch các bạn. Nếu mà trồng sát quá thì nó dễ bị sâu lục thân á các bạn, bị kháng thư này nọ tùm lum là. Đây các bạn, nó bị dàn lá thú rễ luôn nè. Cái này là mới dàn lá thôi, mình phải xịt là mắt pha mi các bạn ha. Và mình xịt thêm cái loại thuốc nữa là Matasi nữa các bạn, thì với mắt Bluetooth nữa thì nó sẽ hết liền các bạn ha. Thì ở đây mình sẽ cố gắng mình quay một lón nữa thì mình sẽ kết thúc video này nha các bạn. Đây các bạn, trồng rất là đẹp các bạn ha. Mình canh vào buổi sáng mình quay á thì cũng rất là rõ cho các bạn quan sát các bạn ha. Đất ở đây lúc nào nó cũng có độ ẩm các bạn, vì phải tưới nước đều thì nó mới phát triển lẹ nha các bạn ha. Đó, mình quay sơ qua cho bạn xem nè, rất là đều. Đây các bạn, thì bạn nào có điều kiện thì các bạn nên là đi ống nước ha, thì nó sẽ tốt hơn ha. Cứ 4 luống là một hàng nước thì nó sẽ rất là đều. Đây, em phóng to cho bạn xem nè. Thì đây là phong cảnh của quê mình các bạn. Thì mình quay cái đám cà tím này thì ở Gò Công nha các bạn ha. Thì bạn nào ở đây và bạn nào ở cùng quê của mình thì có thể giao lưu với mình ha. Rồi thì mình quay sơ nữa thì mình sẽ kết thúc nha các bạn. Thì bạn nào đang xem video thì hãy like cũng như subscribe kênh mình để nhận được những thông báo từ kênh của mình nha. Rồi mình xin mến chào tất cả các bạn và chúc các bạn thật là thành công. Rồi xin mến chào.